16 tuổi rồi phải không ạ? À, 16 tuổi.
Hồi lớp 16 tụi mấy cô đâu dễ thương vậy? Cô đẹp sao? 16 tuổi thì thật ra là cũng khó, không phải có nhiều kinh nghiệm lắm thì mới đứng trên sân khấu mà hát được như vậy, nhưng mà rõ ràng cũng là một cái sự cố gắng rất là lớn. Tôi muốn giới thiệu đến quý vị một bạn cuối cùng ở trong cái đội của mình. Bạn này được cái là khó nói, rất khó nói, cái style nó lạ lắm. Rồi con lên đi con, 18 tuổi quý vị. Rồi con lên đi, mọi người chiêm ngưỡng trước đã. Đó, biết trên kia. Đó, sự tao đó bước lên là quý vị thấy rồi đó. Đó, bạn ấy tên là Đức Phúc. Bạn ấy ưu điểm đó là hát rất, giọng rất hay. Và nhược điểm là rất rung. Và nhưng mà từ nhược điểm mà chuyển qua ưu điểm là rung tự nhiên. Khó ở chỗ đó đó, nhưng mà vừa rồi thi xong thì mọi người nói sao con có thể rung như vậy, thì mình nói không, đó là con run tự nhiên đấy ạ. Có nghĩa là bạn ấy con run tự nhiên mà mọi người cứ tưởng con là con run thật, nhưng mà thật ra là bạn ấy giọng rung như vậy, thì ra là bạn ấy rất là hay, và chỉ cần tự tin hơn chút nữa thôi thì sẽ thể hiện được rất là tốt. Bây giờ mời Phúc hát bài I'm Not The Only One.